Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Không biết là khoảng 1 2 tuần nay xe Future 2024 bên chỗ anh chị có nhiều xe không ạ? Bên Nam nó thật là không có xe luôn anh chị, không có xe để bán luôn ạ. Xe mà Future 2024 mà nhà máy mà gót về đại lý như là nước nhỏ giọt anh chị. Nói tới đây chắc anh chị cũng hiểu là giá xe nó cũng tăng đột biến theo rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay thì cửa hàng bên Nam vừa mới về được vài xe nè. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ Nam. Cửa hàng bên em là Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên em nằm ở khu vực Cao Lãnh của Đồng Tháp nha. Anh chị nào ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe đó thì liên hệ Nam. Thông tin liên hệ Nam sẽ để bên dưới phần mô tả của video nha anh chị. Đó, thì ngày hôm nay bên em vừa mới về được máy mào nên quay video chia sẻ với anh chị ha. Anh chị nào cảm thấy tham khảo được thì liên hệ Nam hỗ trợ. Thì cụ thể hai chiếc xe mà anh chị đang xem trên màn hình đây là hai chiếc xe Future 2024 phiên bản cao cấp màu đỏ và màu xanh nha anh chị. Bánh mâm thắng đĩa ha, xe vừa mới về luôn đó anh chị. Hôm nay quá trời anh chị khách hàng kiếm hai cái màu này luôn mà không có xe. Xe mà vừa mới về là làm video chia sẻ với anh chị ngay, để cho anh chị nào thấy được mà còn có nhu cầu thì liên hệ Nam, khu vực thành phố Cao Lãnh của Đồng Tháp nha anh chị. Đó, thì đầu tiên Nam sẽ quay cho anh chị xem lại hai cái màu xe này ha, rồi sau đó sẽ cập nhật luôn giá bán để cho anh chị tham khảo. Rồi thì đối với cái màu xanh này nè anh chị, thì nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản cao cấp là chiếc này bánh mâm thắng đĩa, hay cái mặt nạ trước này nó là màu đen đó, và màu xanh này còn có một phiên bản nữa là bánh phiên bản tiêu chuẩn bánh cầm thắng đĩa. Thì đối với cái phiên bản tiêu chuẩn anh chị thì cái mặt nạ này nó là xanh luôn, nó xanh nguyên con luôn anh chị, chứ không phải là mặt nạ đen ha. Còn tất cả các xe còn lại cao cấp với đặc biệt cái mặt nạ này đều là màu đen ha. Xe màu trắng mặt nạ cũng màu đen, xe màu đỏ mặt nạ cũng màu đen, xe màu xanh mặt nạ cũng màu đen. Thì cái này là mặc định của nhà sản xuất rồi nha anh chị. Đó, thì bản cao cấp là nó có 3 màu nha anh chị, màu đỏ, màu xanh và màu trắng ha. Đó, và bản cao cấp là nước sơn của nó là nước sơn bóng chứ không phải sơn nhám nha anh chị. Và cái màu xanh này cũng là màu xanh mới nè, hồi trước giờ Future không có màu xanh này. À, ra cái màu này thì được khách hàng đón nhận rất là nhiệt tình luôn. Đó, xe này thì nói chung này khá là quen thuộc rồi. Nam chủ yếu là quay cho anh chị xem là cái màu của xe thôi. Thực chất hai chiếc xe này 23 với 24 là một thôi. 24 là cái giai đoạn nối tiếp của xe 23 thôi anh chị. Đó, xe được trang bị thắng đĩa phía trước nè, thắng sau vẫn là thắng cơ bình thường nha anh chị. Và đặc biệt là xe Future chúng ta là không có thắng đùm nha, chỉ có thắng đĩa thôi. Bánh mâm cũng là thắng đĩa mà bánh căm cũng là thắng đĩa luôn nha. Đó, nó khác với cái 2023 là cái phục này nè. Nó không sơn bạc nữa mà nó sơn màu đen sơn nhám nha anh chị. Đây. Nó là màu đen sơn nhám nha, quay cận cho anh chị dễ thấy ha. Đó, vỏ là sử dụng vỏ có ruột nha anh chị, mâm 17 inch ha. Đó, cả 5 cây. Rồi, mức tiêu hao nhiên liệu nên anh chị 1,47 lít trên 100 km ha. Có thể nói tính tới thời điểm hiện tại này, Future 2024 này là mẫu xe thông số có cái thông số anh chị là tiết kiệm nhiên liệu nhất trong tất cả các dòng xe của Honda Việt Nam. Nó qua mặt cả Super Cup 125 của Thái Lan luôn anh chị. Đó. Rồi, lốp máy nè. À, nó sơn màu đen sơn nhám luôn nha anh chị, nó không còn sơn màu xám nữa ha. Đó, cần đạp rồi nè. Rồi, ở phía sau nè, thay đổi của cái màu sơn của lò xo phục nè, cũng không còn màu bạc nữa mà nó chuyển thành màu sơn đen nhám luôn. Thì cái cách phối màu này nó sẽ phụ thuộc vào cái khách hàng ha. Ví dụ như khách hàng nào thích thì sẽ cho rằng cách phối màu này đẹp, còn khách hàng nào không thích sẽ cho rằng cách phối nó màu này nó sẽ không được đẹp ha. Đó, thắng sau là thắng cơ nên chị, mâm trước mâm sau bằng nhau ha, giống nhau luôn, 17 inch vỏ có ruột này, tem chữ Future nên chị, 3D nổi ha, và trang bị khối động cơ là 125 nên chị, có số 125 ha. Và tất cả xe Future hiện nay đều được phun xăng điện tử nha, BGMFI nha anh chị. Đó, tay dắt thì nó sơn màu đen sơn bóng luôn. Đây đang quay chiếc màu đỏ trước rồi, xíu đang quay cái chiếc màu xanh cho anh chị xem ha. Đó, đây bọc sơn luôn nè, màu đen sơn bóng luôn. Ốp sườn bên trái thì cũng như bên phải ha anh chị, yên màu đen ha. Đó, rồi đây em sẽ quay chiếc màu xanh cho anh chị xem. Màu xanh thì cũng như màu đỏ thôi, nó khác nhau về cái màu sơn bên ngoài thôi. Hai chiếc xe này giống nhau ha, khác nhau về cái hình thức là cái màu sơn bên ngoài thôi. Đó, thấy nam trong đó luôn. Rồi nè, phột nè, sơn đen ha. Rồi lốp máy nè, em quay cận cho anh chị dễ thấy nha. Đó, màu đen sơn nhám. Xe này xe mới nên chưa có bắt cái cản nha anh chị, khi mà anh chị mua sẽ còn một cái cản gắt chân chỗ này ha, nó là theo xe nha. Rồi ra phía sau nè, bọc sơn gấp là nó không còn sơn màu xám nữa mà sơn màu đen luôn, đen này đen bóng nha. Cái bọc sơn này
với lại cái gấp là sơn màu đen sơn bóng. Đó, còn lốc mái, phục trước, phục sau, lò xo phục sau là sơn màu đen sơn nhám, chị lưu ý nha. Đó, mâm. Rồi, tem chữ nè. Cái màu xanh này được rất nhiều anh chị khách hàng tìm luôn nè. Màu xanh là màu xanh mới nha. Khu chợ trước giờ không có màu xanh này. Ra cái màu xanh này đúng sở thích khách hàng hay sao, được rất là nhiều khách hàng tìm kiếm luôn. Tháng sau là tháng cơ, tháng trước là tháng đẻ ha. Rồi, quay cho anh chị xem cái ổ khóa xe nè. À, vẫn giống vậy thôi, 4 trong 1 ha, chìa khóa đây. Cũng đơn giản ha, không có gì cầu kỳ. Rồi, ổ khóa này anh chị. Ổ khóa này 4 trong 1, 4 trong 1 là sao? Thứ nhất là mở yên nè. Anh chị bật lên cái anh chị đẩy vào là mở yên. Thứ hai là mở điện nè. À, thứ ba là khóa cổ và thứ tư là khóa từ. Khóa từ là cái này nè. À, khi mà anh chị gặt cái cây này lên á là không cho mở được, dùng cái từ cái đầu này nè của cái chìa khóa xe mình mở mới được ha, rồi chúng ta mới ghim chìa khóa vô. Rồi, tem thông số của xe nè anh chị. Đó, có ký hiệu chữ C là bánh mâm ha, còn không có ký hiệu chữ C là bánh căm. À, sản xuất tại Việt Nam hết nha anh chị, trọng lượng 104 kg ha, thể tích làm việc 124,9 cm khối, có nghĩa là phụ trợ 125 phân khối đó. Rồi, năm sản xuất 2024, hàng cuối cùng nè. Có nhiều anh chị khách hàng hỏi á, là mua cái tem này, là tem này không có bán nha anh chị. À, tem này không có, anh chị mua tem phụ kiện món gì cũng có hết trơn á, nhưng mà riêng cái tem này không có ha, còn bên ngoài thì nó không biết nha anh chị. Trong hãng là không có bán nha. Rồi, đây nút khởi động nè, đồng hồ nè. Đó, đồng hồ thì cơ nha anh chị, báo vận tốc, báo km, báo xăng, báo bơm xăng, báo xi nhan, báo cốt pha, báo cấp số 1234. Rồi những nút bấm nè, cốt pha, kèn, xi nhan. Thì chiếc màu xanh thì cũng như chiếc màu đỏ thôi anh chị, nó sẽ giống nhau ha. Đây. Đó. Đồng hồ giống nhau luôn, hy vọng rằng trong tương lai cái đồng hồ này sẽ cải tiến điện tử là ngon luôn á. Thôi, ý kiến cá nhân của Nam thôi nha. Rồi em dỡ cốp cho anh chị xem luôn. Đây. Có thể để được hai mũ bảo hiểm rồi nữa đầu, hoặc là một số vật dụng cơ bản khác nha anh chị. À, có cụm bơm xăng nè. À, chứng tỏ là xe phun xăng điện tử FI ha. Còn dỡ lên không có cụm bơm là xe bình xăng con nha. Đó là cách nhận biết cơ bản và đơn giản nhất dành cho khách hàng nào chưa có rành về xe. Ở đây cốp hai chiếc xe đều giống nhau ha. Nói chung thì nó chỉ có một chiếc thôi, nó sơn nhiều màu. Đó, đặt cái tên này tên kia cho khách hàng chúng ta thêm sự lựa chọn thôi. Và lưu ý nè, 24 nè, không có túi đồ nghề nè. Nha, chứ không phải cửa hàng lấy lại nha, nhà máy không có trang bị túi đồ nghề nha anh chị, cái này nè. Đó. Xe vừa mới về luôn, anh chị nào đang tìm kiếm hai cái màu này ha, màu xanh và màu đỏ bánh mâm thắng đĩa này thì liên hệ Nam. Rồi cập nhật giá bán luôn ha, cho anh chị dễ tham khảo. À, như lúc đầu Nam đã nói đó anh chị, xe không có thì chắc chắn một điều giá thị trường nó sẽ lên. À, Nam cũng có tham khảo giá một số nơi rồi anh chị, giá rất là cao. Hiện tại ngày hôm nay là ngày 11 tây tháng 4 2024 rồi. Xe Future LED 2024 màu xanh và màu đỏ bánh mâm thắng đĩa này, bên Nam đang bán ra mức giá là 39.400.000. 39.400.000, không có nghe lầm đâu nha anh chị. 39.4, giá xe đã bao gồm VAT rồi nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Ở những anh chị nào ngoài tỉnh mua xe này, Nam giao xe gốc, giao xe giao hồ sơ gốc về anh chị đăng ký biển số nha. Còn những anh chị nào mua xe tại cửa hàng bên em và đăng ký thuộc về các huyện trong khu vực tỉnh Đồng Tháp, huyện nha, nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp là Nam sẽ bao anh chị giá này ra tới biển số cầm trên tay, không phát sinh thêm tiền. Còn xe cổ mà anh chị muốn gắn thêm cái gì, trang trí thêm phụ kiện đồ chơi gì cho xe thì chúng ta sẽ tính tiền riêng. Giá xe bao gồm giấy tờ ra tới biển số và ráp xe hoàn chỉnh là nó sẽ có hai cái gương chiếu hậu bắt bình, bắt cản gắt chân, đổ xăng vô, nổ máy, lăn bánh là hoàn chỉnh một chiếc xe. Đó. Nghe giá hết hồn đúng không anh chị? Nam cũng có tham khảo một thị trường một số nơi anh chị, có nơi bán 397, có nơi bán 40 triệu mấy trăm ngàn nữa, nhưng mà thôi. Giá xe thị trường mỗi nơi mỗi khác, Nam không so sánh anh chị. À, ví dụ như anh chị tham khảo thông tin bên Nam, cảm thấy giá được liên hệ Nam sẽ tư vấn hỗ trợ thêm. Còn cảm thấy mà giá chưa được cao hơn những chỗ khác thì coi như là xem video của Nam để tham khảo thêm thông tin và để giải trí nha anh chị. À, tại vì đừng vội chê giá xe cao hay giá xe thấp anh chị. Hiện tại bây giờ hãy đi ra cửa hàng gần khu vực của mình và hỏi thử giá xe phụ trợ. Giá bây giờ không có xe giá nhóm lên rất là nhiều anh chị. Ở Nam cũng có tham khảo trên một số trang web, một số trên mạng xã hội anh chị, thì cũng thấy là giá hiện tại bây giờ thì đa số chỗ nào cũng tăng.
Đó. Nếu như anh chị nào mà không cần gấp thì hiện tại bây giờ Nam khuyên thật lòng mà đừng có nên mua, thiệt không nên mua. À, khi nào xe về nhiều là chắc chắn một điều là giá sẽ giảm lại, bảo đảm luôn. Giá này là khá cao so với thời điểm trước rồi, nó cao hơn mức bình quân rất là nhiều. À, còn những anh chị nào gấp, ok cứ mua, còn nếu không gấp thì Nam khuyên chân thành là đừng có mua, đừng mua thời điểm này, đợi khi nào nó bình ổn lại rồi mình hãy mua. À, còn anh chị nào gấp thì cứ mua nha. Đó là lời khuyên chân thành, mặc dù sếp Nam không thích điều này, hy vọng rằng sếp không nghe được cái câu này trong video của Nam. Rồi nếu mà trả góp thì sao, xe này anh chị đưa trước số tiền tối thiểu tầm khoảng 8 triệu ha, là có thể lên hồ sơ trả góp được nha. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu là được nha anh chị. Khung góp thì dao động linh hoạt từ 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng nha. Anh chị nào quan tâm về góp thì cứ liên hệ số điện thoại của Nam hoặc là comment để lại số điện thoại đi, Nam sẽ chủ động liên hệ lại tư vấn cho anh chị ha. Tại vì mỗi một anh chị thì sẽ có cái số tiền trả trước khác nhau, ví dụ như có anh chị trả trước 8 triệu này, có anh chị trả trước 10 triệu, có anh chị trả trước 15 triệu, 20 triệu, thì có anh chị góp khung 9 tháng, có anh chị góp khung 12 tháng, 15 tháng, thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn anh chị. Vì thế là anh chị nào quan tâm thì về trả góp, về giá đâu thì cứ liên hệ Nam. Thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả, còn không thì comment để lại số điện thoại, Nam sẽ điện lại tư vấn cho anh chị ha. Xe vừa mới về là chia sẻ với anh chị ngay, anh chị nào đang tìm kiếm mấy cái màu này thì liên hệ Nam ha, khu vực thành phố Cô Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Khu chờ 2024, phải nói là khu chờ hiện tại bây giờ là chưa bao giờ hết hot luôn, lúc nào cũng hot. Mặc dù đây là chiếc xe mà được khách hàng được Nam thấy là bị chê nhiều nhất luôn, nhưng nó lại là chiếc xe bán chạy nhất của nhà Honda luôn. Nam cũng chả hiểu lý do nữa, anh chị nào giải thích được thì hãy comment bên dưới cho Nam cùng mọi người biết với nha. Xe tất cả xe bên Nam là xe mới 100%, không có xe thu hồi, không có xe qua sử dụng nha anh chị. Nhiều anh chị khách hàng hỏi quá, Nam là head Honda, cửa hàng do Honda ủy nhiệm ha. Không có xe thu hồi, không có xe qua sử dụng, xe mới 100%, tất cả xe bán ra đều có chế độ bảo hành toàn quốc 3 năm hoặc 30.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước thì chúng ta sẽ tính trước. Hôm nay có nhiều anh chị khách hàng hỏi là bên em có xe thu hồi không, bên em có xe qua sử dụng không? Là không có nha anh chị. Màu xanh đậm hay là gọi là xanh tiger, xanh da trời, xanh nước biển anh chị, là em nói luôn đó. Tại vì Nam đang quay ở trên kho, cái điều kiện ánh sáng nó chưa có, nó không được đủ nên nhìn cái màu xanh này nó hơi sẫm ha, chứ ra ngoài trời nắng đủ ánh sáng nha, rất là đẹp anh chị. Đánh giá rất là cao cái màu này của Futurelet 2024 luôn. Futurelet này thì nổi tiếng về thứ nhất là mức tiêu hao nhiên liệu, thứ hai là cốp để đồ anh chị. Rồi thì không nói nhiều nữa ha, anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam, nó sẽ tư vấn anh chị ha, khu vực thành phố Cô Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe, về giá, về chương trình trả góp. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới về xe để cho anh chị nào quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.